các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin Gặp Nhau cuối ngày ngày 22 tháng 12. Và ngày hôm nay thì vẫn sẽ tiếp tục là những thông tin nổi bật nhất về xã hội và giải trí mà mình sẽ gửi đến cho các bạn ngay sau đây. Vũ Cát Tường vừa mới cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của mình mang tên Ngày Hôm Qua. Và đây cũng là sáng tác mới nhất của cô với phong cách âm nhạc với chất funky pha với R&B làm chủ đạo, cùng với phần hòa âm được phối từ những âm thanh điện tử và chơi trên nền acoustic. Nội dung chính của Ngày Hôm Qua xoay quanh chủ đề là tình yêu đôi lứa. Trong đó thì phảng phất sự tiếc nuối của chàng trai khi nhớ về người mình đã từng yêu trong thời tiết mùa đông, khi mà nhìn thấy từng cặp đôi khác bên nhau. Chia sẻ về dự án mới này thì nữ nhạc sĩ, nữ ca sĩ tâm sự: Ngày Hôm Qua là một phát súng mở đầu cho một hành trình âm nhạc mới của tôi, cởi mở và không sợ hãi. Bài hát này khác rất nhiều so với Vũ Cát Tường mà mọi người đã từng thấy những năm về trước, cả về mặt tinh thần lẫn chất âm nhạc. Vũ Cát Tường còn cho biết thêm, dự án âm nhạc lần này sẽ được xem như một cú bùng nổ trong âm nhạc. Và đây cũng là cách để cô trở lại đầy mạnh mẽ sau một thời gian bị vu oan là đạo nhạc ca khúc Vết Mưa vài tháng trước. Mới đây thôi nhưng nhờ thôi mà vội vàng em mang đi đâu hết. Người hâm mộ như đang ngồi trên đống lửa với hàng loạt những thông tin được dò dỉ từ sản phẩm âm nhạc độc lập đầu tiên của nam ca sĩ gốc Thái Bình. Ít ngày sau khi lên sóng teaser Lạc Trôi thì Sơn Tùng MTP đã tiếp tục bật mí kế hoạch ra mắt có 102 của dự án này. Cụ thể là vào tối ngày 31 tháng 12 thì anh chàng sẽ tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và người hâm mộ để giới thiệu sản phẩm mới. Chương trình dự kiến sẽ có hơn 3.000 người tham gia và bao gồm cả giới truyền thông và các fan. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam mà một ca sĩ có buổi gặp gỡ truyền thông và người hâm mộ tại sân khấu lớn và chỉ để ra mắt một ca khúc. Trước đây thì Sơn Tùng đã từng tổ chức một đêm nhạc với 5.000 người tham gia khi phát hành và đó chính là ca khúc Chúng Ta Không Thuộc Với Nhau. Tuy nhiên thì điểm đặc biệt lần này chính là 3.000 khán giả sẽ là những người đầu tiên được thưởng thức Lạc Trôi và được trực tiếp theo dõi phần giao lưu giữa Sơn Tùng MTP và giới truyền thông. Theo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh và Bộ Y tế nước ta thì có đến khoảng gần 14 triệu người Việt Nam hiện tại đang mắc chứng rối loạn tâm thần phổ biến và có đến 1/5 trong số đó thì hiện tại đang mắc chứng rối loạn tâm thần nặng. Theo nghiên cứu thì có gần khoảng 15% dân số Việt Nam và tương đương với gần khoảng 14 triệu người đang mắc các bệnh về rối loạn tâm thần, trong đó có khoảng 3 triệu người đang mắc chứng rối loạn tâm thần nặng như là tâm thần phân liệt, sa sút trí tuệ, thậm chí là chậm phát triển, và con số này thì vẫn không ngừng tăng lên. Nguyên nhân chủ yếu là do làm việc suốt ngày đêm, áp lực công việc lớn, căng thẳng và tiêu thụ rượu bia nhiều, cách biệt giàu nghèo, ly hôn, thất nghiệp, vân vân. Bên cạnh đó thì do nhận thức hạn chế, người dân vẫn chưa hiểu đúng về sức khỏe tâm thần, đánh đồng tất cả đều là điên mà không biết là có rất nhiều chứng rối loạn tâm thần khác nhau như là trầm cảm, mất ngủ, lo âu để có thể dẫn đến tình trạng bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Trước tình hình trên thì để giảm bớt gánh nặng do rối loạn tâm thần gây ra thì Việt Nam đang xây dựng một chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần, phấn đấu ban hành Bộ luật sức khỏe tâm thần trước năm 2020 và đặt ra mục tiêu 50% bệnh nhân rối loạn tâm thần sẽ được điều trị vào năm 2025. Và hàng năm thì ngân sách y tế sẽ được dành ít nhất là khoảng 5% cho lĩnh vực sức khỏe tâm thần. Với một chiếc chậu sứ đội sừng sững trên đầu và người phụ nữ cứ thế lao phăng phăng trên đường như thể là tự hào và đang chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình vừa mới phát hiện ra một chiếc nón cối mới. Chẳng biết từ bao giờ mà nhiều người bỗng lắc đầu ngao ngán khi bàn về văn hóa giao thông của các chị em. Nào là bật xi nhan trái rồi rẽ phải này, nào là chạy xe mà như đi chợ với tốc độ lướt gió lên đến 10 km/h, hay là ngón nghề phổ thông nhất như là chạy bon bon rồi đột nhiên đứng sững lại giữa đường vì giật mình. Và ngày hôm nay thì dường như để góp vui cho văn hóa giao thông siêu phàm ấy, một đại tỷ đã lao tâm khổ tứ để sáng chế ra một loại nón bảo hiểm độc và có thể để dạo phố trong những ngày mưa bão và đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu lái xe thong dong mua sắm của các cô các bà. Số là tỷ này đang đi chợ hoa kiểng, chẳng biết là đem bán hay là mua về nhà chồng chơi thưởng lãm. Cơ mà bốn giỏ hoa to đến ngốn gần trọn phần yên phía sau. Khốn nỗi là mua hoa thì phải chiết ra chậu lớn, mà cái chậu ấy thì biết chất vào đâu để mà trở về. Suy nghĩ nát óc một hồi thì đại tỷ bỗng nảy ra một ý vô cùng tuyệt diệu, vừa giúp tiết kiệm không gian và lại đỡ phải chạy đi chạy lại mấy vòng để trở về, và lại làm cho quả đầu thêm có phần cuốn hút nữa. Nghĩ là làm ngay, tỷ đã cắm luôn chiếc chậu lớn lên thủ cấp như là đội mão, rồi cứ thế phóng. Ôi cái mũ đúng là rất lạ, và phần trên thì nó giống như là cái mũ quả dưa của vua hề Sắc Lô vậy, khúc dưới thì lại như là một cái bát cơm úp ngược. Nhưng người phụ nữ này thì lại cứ nhởn nhơ thẳng cánh như ngựa phi trên phố, mặc cho cái mũ không quai nặng mấy kilo ấy mà có khi còn hơn ý, nó đè nén trên đầu. Và với cái vành rộng úp qua tầm mắt đấy thì chỉ có một thiên lý nhãn mới có thể giúp đại tỷ này nhìn thấu vạn vật và tự tin tỏa sáng đến như vậy. Nhiều dân cư mạng thì không khỏi giật mình và kinh hãi khi nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm có 102 kia, và thậm chí có người còn cho rằng đó là một sản phẩm Photoshop, bởi quá khó tin khi một người phụ nữ có thể cả gan và liều mạng đến vậy.
Và những thông tin vừa rồi cũng kết thúc cho bản tin Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.